đời lán và điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca. Thuở ấy điệp vui như bướm trắng say đắm bên làn, làn như bông hoa ngàn thương yêu vô vàn nguyện thề non. Mời em đã quay lại với kênh âm thanh đồng đầy Sài Gòn. Nhóm kho thấy cặp loa Onkyo size nhỏ nhỏ xinh xắn. Màn này màn sẽ tổng hợp với màn tiền xếp để các dòng loa cao cấp này và dép mica ha, cùng này gỗ cứng luôn em ha, cứng cáp ha. Mình lắp kèm với lại cái mạch bluetooth nha anh em, bluetooth nhỏ xíu nè đây đó. Mặt này mạch class D nha, rồi nó dùng cái nguồn điện micro USB hoặc là anh em hàng ngõ 5V như đây là hát được luôn. Lắp đây nên là cái công suất nó lớn và cái ngõ ra nó hiệu suất nó cao, 96% nó lên, cho nên là nó không có tỏa nhiệt hết. Chất âm RAM rất là to ha. Nè loa STV20HD nha, công suất nó là 40W một thùng, 6 ohm ha. Một cặp này là 80W luôn, đó là công suất tối đa ha. Đó, hàng này thì đúng bên bãi về luôn nha anh em. Có thấy cái dạng như loa tay nó có cái bắt treo gì đó, nên mình lắp thử cái này mình test thấy ok, mình bán để anh em về để dùng cái mạch đó hoặc là anh em ghép ghép với amply hoặc máy vàng cái đó cũng được, hoặc làm loa tay các kiểu ha, tùy anh em thôi. Cả combo này nè là cái mạch với cặp loa bán giá 600.000 thôi đó. Nên anh em chữa cháy nghe nhạc cho vui cũng được, như này mình lắp cái này mình nghe nhạc kết nối bluetooth cũng rất là tiện lợi ha, có nhạc bên iPhone muốn ép thì qua thì cũng rất là hay luôn. Cái mạch này thì mình không có volume sẵn nha anh em chỉnh volume trên điện thoại nha. Cho ai đời quá chua cay. Cũng là tiện thôi. Anh em nào số muốn chế sâu hơn thì để anh đổi thêm volume xung quanh. Giá thì 600.000 rất là rẻ thôi. Để anh em về sử dụng ha. Anh em mua thì làm liên hệ 0981333246 để mình có kênh những thông báo phải video hình chung những video mới nhất từ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em.